Hello, xin chào anh em, mình là 2T Gaming đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với đồng mình. Hôm nay mình sẽ dùng chơi cái kèo Bicento Vision 2 solo với Yoru Vision 2 của bạn Đi Béo. Và trước khi vào video này, nếu hay nhớ cho mình một like, đăng ký kênh. Còn tốt hơn nữa, hãy chụp phía bên dưới để nhận những thông báo nhé, mới nhất từ kênh của mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Cái video hôm trước mình lỡ không chào anh em. Mình thật là ngáo ngơ quá đi. Mình chỉ nói cái kèo thôi đúng không? Anh em thông cảm đi, mình bấm lộn á, mà mình cũng lười lắm. Rồi, kẹp solo. Vô nè, bạn nói hơn điểm star mình nhiều lắm mà. Vô nè. Chấp hết đó. À. Mình thấy là cái cây Zoro là nó vẫn bá hơn. Ồ, không, 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 từ từ, từ. Ê mà có mất đam vậy, có mất máu không vậy? Ôi trời. Úi giời ơi, mình MVP BBB cùi bắp. À. Mình là thấy là mình quăng đại đó. Lắc 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 lắc. Trời ơi. Cái Zoro mạnh lắm, mình làm sao solo lại đây? Hey. Mình quên bật cái Haki chứ. Quên thôi. Quên thôi nha. Lại lại lại. Lại lại. Quên bật Haki, cay thật. Lại đi, lại đi. Bậy quá, từ từ để mình bật hết lên đã. Mình phải trang bị lên chứ. Đúng không anh em? Mình phải trang bị vô vô nè. À, nhất định phải win. Mình thua rồi, chắc là do cái kiếm mình cùi. Tầm xa vậy mà vẫn không thể dính được. Không trúng á. À. Mém 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 đấy. Ơi, lắc đừng đừng đừng. Solo mà lắc. Chơi luôn để ép hả? Chơi luôn để ép hả? Vậy để ép mình sẽ thuộc về cái tốc độ rồi. Chơi chơi chơi. Ý sao chơi nguyên tâm nhà người ta vậy? Hết chưa karate người cá dễ chơi hơn nè. Ủa. Có cái đam vậy? Ủa nãy giờ quên bật hả? Vãi. Ủa Enable hả? Ủa nãy giờ đánh farm đúng như đúng rồi vậy. Lại nè lại nè. Đánh dây đam chưa trời. Lại nha anh em. Lỡ cái thật lỡ cái thật. Gì? Cái gì? Đừng có giỡn à, mình không có trái Tori thôi. Nguy hiểm vậy. Mình có đam gì đâu. Úi giời ơi. Chắc mình tập né chiêu luôn quá. Máy mình nó cũng chậm nữa. Te le lại chứ nhỉ. Ở đừng nói mình thua nha bay. Ơi ơi đừng 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 đừng. Đừng có mất haki là thua liền. Nè. Cho thấy là sức mạnh của hai tay của bắp nè. Cho ông thấy tôi né như thánh đó. Trời, đừng 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 đừng. Em nói giỡn thôi. Đừng đừng đừng. Lắc luôn rồi, lắc luôn rồi. Ấy, quên nãy giờ quên cầm vũ khí chứ bấm như đúc rồi vậy. Rồi lắc má ơi. Lắc lắm luôn á.
Cũng hơi là mình có chưa bay, mình ước thì mình có cái trái Tory là mình solo rồi. Ít nè. Điểm kiếm mình có cao đâu. Đi solo kiếm lại móc giác quỷ ra solo trời. Đừng 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 à, em thua em thua à. Rồi hết sọt rồi, dễ hiểu rồi ha. Cây Zoro mình hay đánh sướng hơn là cây này. Cây này là chủ yếu là đẹp thôi. Chứ mình solo thì mình solo, mình không solo lại đâu. Mặc dù là mình biết nó rất là mạnh. Kỵ ta. Sao mình lại cứ bắp mía thế nhỉ? Thiệt là hư cấu. Trời ơi. Đam gì đâu mà 1.000. Đam mình chưa được 1.000 chứ được một góc của nó nữa. Cây pole thì mình mạnh thôi. À, và video mình nếu thấy hay nhớ cho mình một like, đăng ký kênh. Còn tốt nữa, ấn chung phía bên dưới để nhận thông báo mới nhất của kênh của mình nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã coi video hết video này. Bye bye anh em, bye bye.